Hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một số phận khác nhau. Có thể thời trẻ, nhiều người sẽ phải sống trong cảnh túng thiếu, bần hàn, nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng tuyệt vọng về cuộc sống mà chính bản thân họ đang có. Họ luôn nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể trả sạch nợ nần, vì cứ trả hết cái này lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến họ phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng quý bạn hãy hoàn toàn yên tâm, bởi vì đó chỉ là những chuyện nhất thời mà thôi. Nhất định trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, thế nào cũng sẽ trả sạch nợ nần. Bạn không cần phải đau đầu vì tiền giống như trước đó nữa, nợ bao nhiêu cũng trả sạch. Đã thế chúng ta lại còn được sống trong nhung lụa, tiền bạc dư giả, phúc phận đề nhà. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được tử vi học dự báo, trong tháng 7 âm lịch này nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch, đuổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Và trong phần luận giải tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 7 này sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm được tổng quan vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, công danh sự nghiệp và tình duyên, cũng như là gia đạo. Qua đó, quý vị sẽ biết trước được thiên cơ, nắm được vận mệnh, đổi đời, giàu sang nhanh chóng. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho những quý vị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 7 âm lịch. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có mệnh đại khê thủy, tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này, nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Giáp Dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức, trước khi làm gì cũng cần phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Tháng này, nhiều phương diện cuộc sống của những người tuổi Dần sinh năm 1974 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng. Hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ dàng xảy ra hơn. Và nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định. Bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ bị sa ngã khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thất sát, nghĩa là thiên quan. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy rằng các quý vị gia chủ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân phù trợ. Nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may thì không làm gì cả, bạn rất dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời, trong tháng này công việc có tính cạnh tranh, mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh không ngừng nỗ lực để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tầm nhìn. Có như vậy bạn mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về vận trình tài lộc của những người tuổi Giáp Dần trong tháng 7 âm lịch năm 2022, tuy có thăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư kinh doanh khó chiếm được lợi thế, thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong tháng khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh phục hồi, cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng thì không cần lo tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý vị gia chủ Giáp Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Thầy Gia Cát nhận định tháng này gia chủ được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh. Tuổi Giáp Dần duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Gia chủ may mắn, luôn có người thân, bạn bè kề bên quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, khiến bản mệnh cảm thấy hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái. Tuy nhiên giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng, thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Nếu đang sống đơn thân, mệnh chủ có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong những buổi họp hành, liên hoan, tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, sát thân, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, bính thân, có nạp âm, sơn hạ hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên tới các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Hợi, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Hợi, có nạp âm Bình Địa Mộc.
ngày âm lịch ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Hợi, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi cho tuổi Giáp Dần 1974 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta ở phần nào trong cuộc sống của mình có những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên ấn vào đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin đến chào và hẹn gặp lại.